Ukraine phóng tên lửa Mỹ tập kích Crimea gây nhiều thương vong. Ukraine hối thúc Mỹ cho phép tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. IAEA kêu gọi dừng các cuộc tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông Trump xác nhận bang sẽ giúp ông chiến thắng trong cuộc bầu cử 2024. Xin chào quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật ngay sau đây. Ngày 23 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã phóng một tên lửa tầm xa ATAC-MS do Mỹ sản xuất, mang theo đạn chùm tấn công vào bán đảo Crimea, dẫn đến nhiều thương vong cho dân thường. Còn theo Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Zavozayev, cuộc tấn công ngày 23 tháng 6 vào bán đảo đã làm 3 dân thường thiệt mạng, ngoài ra hơn 100 người khác bị thương trong vụ việc. Số liệu của Bộ Y tế Nga cho thấy vụ tấn công làm 127 người bị thương. Theo giải thích của ông Zavozayev, sở dĩ vụ tấn công gây ra thiệt hại lớn về người vì tên lửa ATAC-MS của Ukraine mang theo đạn chùm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong số 5 tên lửa tấn công vào Crimea, phòng không Nga đã bắn hạ được 4 mục tiêu. Một tên lửa còn lại sau khi bị đánh chặn và mất phương hướng đã rơi xuống thành phố Sevastopol. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các chuyên gia Mỹ đã giúp thiết lập tọa độ bay của tên lửa trên cơ sở thông tin từ các vệ tinh do thám của Mỹ, nghĩa là Washington phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ việc này. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, trách nhiệm trong vụ tấn công nhằm vào dân thường ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea trước hết thuộc về Mỹ, quốc gia cung cấp vũ khí này cho Ukraine và bởi Ukraine, quốc gia đã thực hiện vụ tấn công. Mỹ bắt đầu cung cấp cho Ukraine tên lửa ATAC-MS tầm xa hơn với tầm bắn 300 km vào đầu năm nay. Về thiết kế, đạn chùm của tên lửa ATAC-MS có thể bắn ra hàng chục cho đến hàng trăm quả đạn còn và có phạm vi sát thương lớn. Đạn chùm hiện đang bị cấm ở hơn 100 quốc gia, bao gồm cả Anh, Pháp và Đức. Loại vũ khí trên được coi là cực kỳ nguy hiểm đối với dân thường vì đạn thường trải rộng trên các khu vực rộng lớn và có thể tồn tại dưới lòng đất trong nhiều năm. Cả Mỹ, Ukraine và Nga đều chưa ký công ước về bom đạn chùm. Tuy nhiên, vào mùa hè năm 2023, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu cho biết Moscow sẽ không triển khai loại vũ khí này chống lại Kiev vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Nga có thể đảo ngược chính sách này. Về phía Mỹ, Washington tuyên bố cung cấp đạn chùm cho Ukraine vào tháng 7 năm 2023. Vào thời điểm đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi quyết định này là rất khó khăn nhưng có lý, cho rằng việc chuyển giao vũ khí này là cần thiết để thúc đẩy một cuộc phản công của Ukraine. Trước đây, Ukraine đã cố gắng nhắm mục tiêu vào bán đảo bằng tên lửa ATAC-MS với một trong những cuộc tấn công đáng chú ý nhất diễn ra vào cuối tháng 5 vừa qua. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết tổng cộng 10 chiếc ATAC-MS nhắm vào cầu chiến lược Crimea đã bị bắn hạ. Cuối tháng 5 vừa qua, các phương tiện truyền thông đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lặng lẽ bật đèn xanh cho các cuộc tấn công của Ukraine bằng vũ khí của Washington nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga vì mục đích phản công ở khu vực Kharkov. Sự thay đổi chính sách này sau đó đã được Tổng thống Biden xác nhận. Ông nhấn mạnh Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất ở gần biên giới với Nga nếu Moscow dùng vũ khí ở phía bên kia biên giới tấn công các mục tiêu cụ thể ở Ukraine. Vào thời điểm đó, ông giải thích, Washington không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 320 km vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi không cho phép họ tấn công vào Moscow hay Điện Kremlin. Sau đó, Lầu Năm Góc tuyên bố Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp ngoài khu vực Kharkov để đáp trả một cuộc tấn công xuyên biên giới từ Nga, miễn là họ không sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ của nước láng giềng. Tuy nhiên, ba quan chức Mỹ giấu tên được AP phỏng vấn xác nhận rằng chính quyền của ông Biden vẫn không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATAC-MS có tầm bắn lên tới 300 km để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Các chỉ huy Ukraine cũng nói với hãng tin này rằng các quy tắc giao chiến hiện tại vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng ATAC-MS. Ông cũng cho rằng các đồng minh phương Tây nên dỡ bỏ hạn chế sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự hạn chế ở Nga. Một chỉ huy đại đội thiết bị bay không người lái của Ukraine lưu ý rằng thật vô lý khi Nga đang tích cực tiến vào lãnh thổ Ukraine mà chúng tôi không thể tấn công lại bên trong lãnh thổ của đối phương để họ cất giữ hậu cần và vật tư. Theo AP, trong khi các quan chức Ukraine hy vọng có thể thuyết phục Mỹ chấp thuận sự thay đổi chính sách này, họ vẫn tin rằng chỉ có tình hình chiến trường tuyệt vọng mới có thể mang lại điều đó. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp
gần giống với hành động xâm lược. Đồng thời, người đứng đầu Điện Kremlin cũng cảnh báo rằng Moscow sẽ không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho các quốc gia khác, bao gồm cả Triều Tiên, để đáp trả việc phương Tây cung cấp hệ thống tầm xa cho Ukraine. Chỉ huy pháo binh Ukraine có biệt danh Hephaestus cho biết, nếu Mỹ đảo ngược chính sách này, Kiev có thể nhắm mục tiêu vào các căn cứ chỉ huy lữ đoàn Nga và toàn bộ nhóm phía Bắc, vì chúng nằm cách tiền tuyến 100-150 km. Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về An ninh Quốc gia Ukraine, ông Igor Cheniev nói, thật không may, chúng tôi vẫn không thể tiếp cận các sân bay và máy bay của Nga do tầm bắn hạn chế của vũ khí. Đây chính là vấn đề. Ngày 23 tháng 6, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã hối thúc dừng các cuộc tấn công vào thị trấn Enerhoda gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Lời kêu gọi được IAEA đưa ra sau khi xảy ra hai vụ không kích bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào hai trạm biến áp của khu vực này lần lượt vào các ngày 19 và 21 tháng 6. Trong một thông báo trên trang web của IAEA, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết các hộ dân sinh sống tại thị trấn Enerhoda cách nhà máy vài km đã mất điện trong 16 giờ. Ông Grossi cho biết các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào nhà máy và khu vực lân cận ngày càng trở nên thường xuyên hơn, đồng thời nhấn mạnh phải chấm dứt điều này. Theo người đứng đầu IAEA, hành động này đi ngược lại quy định an toàn và những nguyên tắc cụ thể đã được thống nhất. Trong khi đó, Ban Quản lý Nhà máy Zaporizhia thông báo các vụ không kích đã phá hủy một trạm biến áp, gây hư hại một trạm và khiến nhiều hộ gia đình mất điện trong một khoảng thời gian. Một số cơ sở hạ tầng, trong đó có bộ phận vận tải và xưởng in bị gián đoạn hoạt động, nhưng các biện pháp an toàn hạt nhân vẫn được đảm bảo đầy đủ. Theo truyền thông Ukraine, trước khi chiến sự nổ ra, nhà máy Zaporizhia vận hành 6 lò phản ứng hạt nhân, tạo ra 42 tỷ kWh điện trên một năm, chiếm 20% sản lượng điện hàng năm của Ukraine và đủ khả năng cung cấp năng lượng cho 4 triệu hộ gia đình. Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhia từ tháng 3 năm 2022 và đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Ukraine vào cơ sở. Do tác động của chiến sự, toàn bộ 6 lò phản ứng đã dừng phát điện. Năng lượng vận hành hệ thống làm mát tại đây được cung cấp từ lưới điện bên ngoài hoặc hệ thống máy phát diesel dự phòng. Trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang diễn ra sôi động, cuối tuần qua, chiến dịch vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra tại Đại học Temple ở Philadelphia, thành phố đông dân nhất thuộc bang Pennsylvania, cũng là thành phố lớn thứ 5 của Mỹ. Philadelphia vốn là vùng đất lịch sử của người da đen, từ lâu đã trở thành thành trì của Đảng Dân Chủ. Chiến dịch tranh cử của ông Trump nhắm tới nhóm cử tri này sau khi một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy cựu Tổng thống Mỹ có thể giành được nhiều phiếu từ họ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Theo tờ Philadelphia Inquirer, việc Đại học Temple được lựa chọn là điểm dừng chân đầu tiên ở Philadelphia của chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump nằm trong nỗ lực nhằm cải thiện hình ảnh đối với cử tri da đen và gốc Tây Ban Nha, những người chiếm hơn một nửa dân số Philadelphia. Trong các cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ gần đây, ông Trump chỉ giành được 5% số phiếu bầu ở các khu vực cách khuôn viên chính của Đại học Temple nửa dặm. Cụ thể, năm 2016, ông Trump chỉ nhận được 5% phiếu bầu, và năm 2020, tỷ lệ phiếu ủng hộ mà ông Trump nhận được ở đây cũng là 5%, nhưng số phiếu ủng hộ lại ít hơn do tỷ lệ đi bỏ phiếu giảm so với năm 2016. Có lẽ vì thế, trong phát biểu vận động tranh cử hôm 22 tháng 6 ở Đại học Temple, ông Trump đã tuyên bố, nếu chúng ta giành chiến thắng ở Pennsylvania, chúng ta sẽ giành chiến thắng trong bầu cử tổng thống. Pennsylvania là một bang tương đối lớn, có tới 20 phiếu đại cử tri. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, với chiến thắng tại Pennsylvania, ông Joe Biden đã vượt qua cột mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Chiến thắng của ông Biden cũng là một sự kiện mang nhiều tính lịch sử, khi điều này sẽ khiến ông Trump trở thành một trong số ít những Tổng thống Mỹ chỉ làm việc trong một nhiệm kỳ. Người gần đây nhất là Tổng thống George Bush, người đã thua ông Bill Clinton trong kỳ bầu cử năm 1992. Ngày 17 tháng 6 năm 2023, Philadelphia đã trở thành nơi được Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden lựa chọn để đưa ra tuyên bố tái tranh cử năm 2023 trước các thành viên công đoàn. Trong một diễn biến liên quan, ngày 23 tháng 6, tờ Guardian cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đang có những động thái trái ngược trước cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên sau 4 năm. Trong khi ông Biden tập dượt kỹ càng, thì ông Trump lại tỏ ra thoải mái và tập trung hơn vào việc vận động tranh cử. Trong những ngày gần đây, Tổng thống Biden đã có những cuộc thảo luận quan trọng với đội ngũ của mình tại trại David,
đồng thời thực hiện nhiều cuộc tranh luận giả định. Luật sư cá nhân của ông Biden là ông Bob Bauer cho biết, công việc của tôi là dự đoán và mô phỏng sát nhất những gì mà đối thủ của Tổng thống Biden định nói trong cuộc tranh luận. Đội ngũ của đương kim Tổng thống được cho là sẽ tập trung vào việc ông Trump bị tòa án New York kết tội, lập luận rằng vấn đề này sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh và vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế. Đại diện chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden là ông Mitch Landrieu nói, chúng tôi kỳ vọng Tổng thống Biden sẽ làm tốt như những cuộc tranh luận trước đó. Ông ấy rất háo hức được chia sẻ quan điểm của mình với toàn bộ người dân Mỹ. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng cuộc đua tới Nhà Trắng sắp tới sẽ rất xích sao. Ở chiều ngược lại, ông Trump lại không tham gia các cuộc tranh luận giả định. Thay vào đó, cựu Tổng thống Mỹ tập trung hơn vào các sự kiện vận động tranh cử. Nghị sĩ Cộng hòa Van Si nói với The Hill rằng, ông Trump không muốn tập dượt như một vở kịch. Ông ấy muốn khởi động trước cuộc tranh luận bằng cách truyền đi những thông điệp có hiệu quả. Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Biden và ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tại thành phố Atlanta do đài CNN điều phối. Sau sự kiện ở Atlanta, ông Biden và ông Trump sẽ tiến hành cuộc tranh luận thứ hai vào ngày 10 tháng 9.